Cô đừng cố tỏ ra để lấy thiện cảm của tôi. Chuyện hôn nhân của cô với thằng Lâm á, mơ giữa ban ngày cũng không có đâu nhá. Không thử thì làm sao mà biết được ạ? Này, sao cái mặt của cô nó trơ thế? Mẹ ơi, dì Yến bảo có việc gấp muốn gặp mẹ. Dì Yến à? Sao thế? Tôi chết thật rồi. Có chuyện gì thế ạ? Mẹ, mẹ gom hết tất cả của nả của mẹ cho người ta vay lãi. Rồi mẹ còn đi vay của mấy cô nữa. Mẹ ở giữa hoa hồng, cái thằng chủ nó ôm tiền, nó cháy mất rồi. Bây giờ làm thế nào hả con? Mẹ cho người ta vay bao nhiêu tiền? Nhiều, nhiều lắm con ạ. Bán cả cái nhà này đi, trước trận nó trả hết nợ đó con ơi. Một chuyện quan trọng thế này mà mẹ không bàn với con. Bây giờ mà không trả người ta được nợ ấy, người ta đến đây người ta giết chết hai mẹ con mình đấy con ạ. Con ơi, con làm thế nào bây giờ? Anh cầm trước một ít tiền mà lo cho mẹ. Đây là tiền tiết kiệm của em và cô Tú, anh không cầm được. Em vẫn còn một ít để dành, anh cứ cầm lấy trước lo cho mẹ, rồi mình cùng kiếm lại sau. Chứ bây giờ để người ta đến làm ầm lên thì lại khổ mẹ. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không cầm được, anh cầm về đi. Anh không muốn lấy em làm vợ à? Vợ chồng thì phải cùng nhau lo việc chứ. Nếu mẹ mà biết, chắc chắn mẹ sẽ nghĩ lại. Anh đừng nói với mẹ, mẹ sẽ xấu hổ đấy. Anh biết rồi, anh cảm ơn. Alo. Ừ, em thấy chị ủ mưu có giỏi không? Từ hôm xảy ra sự cố á, mất hút luôn. Mẹ ơi, mẹ, Ơi, chờ mẹ tí. Kỳ ơi. Quỳnh ơi, Quỳnh, em ơi, em ơi, Quỳnh.